tội lỗi của Phạm Đoan Trang sẽ được tòa phán xử. Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hôm 26 tháng 10 đã ra thông báo về việc thay đổi lịch phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Phạm Đoan Trang. Trước đó, theo lịch xét xử của tòa tuyên án, bị cáo Phạm Đoan Trang dự kiến được đưa ra xét xử ngày 4 tháng 11 năm 2021. Việc thay đổi lịch phiên tòa xét xử đối với một vụ án là hoạt động hết sức bình thường và đúng theo quy định của luật tố tụng hình sự. Trong vụ án này, do các kiểm soát viên đang phải tự cách ly để phòng chống dịch COVID-19 nên không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử. Căn cứ vào các quy định, để việc xét xử được khách quan, công bằng nên Tòa án TP Hà Nội đã ra thông báo về việc thay đổi lịch phiên tòa. Và chỉ chờ có thế, đám dân chủ lại được dịp mở cuộc lên đồng. Trên các trang mạng xã hội, họ triệt để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu cáo hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật với hàm ý rằng các cơ quan này đang gây khó khăn, cho rằng đây là thủ đoạn đánh gục ý chí phản kháng của các bị cáo. Trong số đó, một số kẻ có tên Trần Bình tung bài viết thăm châu Âu về, Thủ tướng sẽ xét xử Đoan Trang ra sao? Đăng trên mạng xã hội với thuyết âm mưu về vụ án xét xử Phạm Đoan Trang rất vớ vẩn và nực cười. Việt Nam thừa biết châu Âu có hai nhược điểm, cả tin và đã làm ăn thì máu tham hễ thấy hơi đồng là ok. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang kêu gọi châu Âu đầu tư, vì thế chính quyền hoãn binh, chưa xử Phạm Đoan Trang, người được giải thưởng tác động của RFS. Nhưng đi châu Âu về, liệu đảng có cho xử nặng hơn không? Trần Bình cho rằng châu Âu thì cả tin và tham nên không can thiệp, Đoan Trang sẽ bị xử nặng, rồi là Việt Nam đang kêu gọi châu Âu đầu tư, châu Âu sẽ gây áp lực, Đoan Trang sẽ được xử nhẹ. Quá là khôi hài với kiểu lập luận như một đứa trẻ học lớp 3 của Trần Bình. Không chỉ bi hài, Trần Bình còn hết sức dã tâm một cách hoang tưởng khi kêu gọi chỉ bằng cách gây sức ép của chúng ta mới có thể bảo vệ được những người đã dấn thân vào đấu tranh cho dân chủ. Do đó, mong công chúng Việt Nam quan tâm tới các vụ án chính trị nhiều hơn, trong đó có vụ án của nhà báo Phạm Đoan Trang và lên tiếng về vụ án này bằng bất kỳ phương tiện nào bạn có. Cần khẳng định, không có một vụ án chính trị nào ở đây, chỉ có Phạm Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự vì nhiều lần thực hiện hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các nội dung nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cáo trạng đã nêu. Hãy xem cái gọi là sức ép về việc xét xử Phạm Đoan Trang. Trước hết, ngay khi Tòa án TP Hà Nội thông báo ngày xét xử Đoan Trang, thì nhà dân chủ gần đất xa trời Mạc Văn Trang vẫn có bài xấu hổ và đau xót để khóc và ca ngợi kẻ này. Đau xót khi một nhà báo trẻ tuổi đấu tranh cho tự do, nhân quyền lại bị bắt giam và ca ngợi, đáng lẽ phải được nhận giải Nobel Hòa Bình, và so sánh cô ả với hai nhà báo vừa được nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Thật là một trò hề, Đoan Trang đâu còn là nhà báo. Cô ả đã bị đuổi ra khỏi làng báo từ lâu. Cô ta có đấu tranh cho nhân quyền đâu mà chỉ lợi dụng bảo vệ nhân quyền để hoạt động chính trị, chống lại thế chế và chính quyền đấy chứ. Việc so sánh vớ vẩn là xúc phạm hai nhà báo và xúc phạm báo giới, hơn nữa xúc phạm tới giải Nobel cao quý. Một kẻ lấy việc chống chính quyền làm lẽ sống, lấy vi phạm pháp luật là nghề hoạt động chính thì làm sao đủ tư cách đòi nhận giải Nobel Hòa Bình. Mạc Văn Trang cất lời chỉ càng làm thêm xấu hổ cho cánh dân chủ đội lốt. Sự đốn mặt của Mạc Văn Trang còn thể hiện ở chỗ đánh đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh chống thực dân Pháp xâm lược, đem lại độc lập tự do cho dân tộc với hành động chống phá chính quyền bằng những phương thức hèn hạ của Phạm Đoan Trang. Thiết nghĩ, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì bộ mặt của những kẻ ngưu tầm ngưu cũng đã lộ rõ. Còn ở bài viết này, theo Trần Bình, thì nhóm báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết, bà Phạm Đoan Trang là nạn nhân mới nhất của việc chính quyền sử dụng các cáo buộc mơ hồ về tội tuyên truyền chống nhà nước để bắt bớ các nhà văn, nhà báo, nhà bảo vệ nhân quyền. Hình sự hóa việc thực hiện quyền tự do, phát biểu ý kiến và chia sẻ thông tin, và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Ghê gớm chưa, đọc những thông tin này cho thấy đúng là đang có trò hề ngoài hô trong ủng để đòi trả tự do cho kẻ phạm tội vì vi phạm pháp luật Phạm Đoan Trang. Có một thực tế không thể đánh cháo, chúng ta đã nhiều lần khẳng định không có nhà báo, nhà bảo vệ nhân quyền Phạm Đoan Trang. Nào hết, chỉ có Phạm Đoan Trang đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật và đương nhiên bị pháp luật xử lý theo quy định. Thực tế rõ rành rành, Phạm Đoan Trang có mối liên hệ với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voi. Cô ả này đã được đưa ra nước ngoài giữ các lớp huấn luyện chuyên nghiệp, nghiệp vụ chống phá Việt Nam. Thị luôn đóng vai người bất đồng chính kiến, được sự tài trợ, cổ xí của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam ở phương Tây. Chính thị đã nổi lên như một kẻ cầm nhóm mạng lưới blogger Việt Nam Phạm Đoan Trang cùng Trịnh Hội, kẻ cầm đầu Voi lập ra luật khoa tạp chí nhằm chống lại hệ thống pháp luật Việt Nam. Không ngừng ở đó, Trang còn viết hàng trăm các tài liệu có nội dung xuyên tạc, phản động,
thực hiện trên 50 lượt trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài, viết, phát tán 10 cuốn sách có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đả phá, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, kích động lật đổ chế độ, hướng dẫn kỹ năng, cách thức đối phó với cơ quan an ninh như cẩm nang truyền thông, cẩm nang pháp lý dành cho các hoạt động xã hội, từ Facebook xuống đường, bầu cử phi dân chủ ở Việt Nam, chính trị bình dân, phản kháng phi bạo lực. Rõ ràng, những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Đoan Trang là liên tục, có hệ thống và hoàn toàn chú ý, có tính toán và có tổ chức. Vì vậy, việc kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô Ả Trang là điều hết sức phi lý. Phạm Đoan Trang là công dân Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và Tòa án Việt Nam sẽ xem xét và xử lý. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và có vị thế trên thế giới, nên việc xét xử một công dân nước mình vi phạm pháp luật là điều hết sức bình thường mà không một cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào có quyền can thiệp. Những lời nói lõng lạc của những kẻ khoác áo dân chủ nhân quyền như Trần Bình hay Mạc Văn Trang hoàn toàn vô giá trị. Những thông tin chủ đích cá nhân, cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, đánh cháo khái niệm của Trần Bình để bôi nhọ chế độ ta cần được loại bỏ ra khỏi không gian mạng. Mọi người hãy tỉnh táo nhé!